Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục trình bày nội dung liên quan đến nhóm lệnh syllabus trong tập lệnh học ngữ của điều khiển 8951. Trước hết chúng ta tìm hiểu lệnh xóa bit carry, tức là lệnh xóa cc với cú pháp lệnh clear c. Lệnh thứ hai là lệnh xóa một bit nào đó với cú pháp lệnh clear bit. Ví dụ, giả sử chúng ta có bit B1.2 bằng 1. Như vậy chúng ta có lệnh clear B1.2. Tức là sau khi kết thúc lệnh này, bit B1.2 sẽ có giá trị là 0. Lệnh đặt bit carry có pháp lệnh set BC, tức là đặt bit C lên giá trị là 1. Hoặc là chúng ta có lệnh đặt một bit nào đó lên giá trị 1 với cú pháp lệnh set b bit. Ví dụ, giả sử chúng ta có bit b1.0 bằng 0 và chúng ta có lệnh set b1.0, tức là sau khi kết thúc lệnh này, bit b1.0 sẽ có giá trị là 1. Lệnh bù bit carry, tức là lệnh đảo trạng thái của cc với cú pháp lệnh cbnlc. Và tương tự chúng ta có lệnh bù một bit nào đó với cú pháp lệnh cbnl bit, tức là đảo trạng thái của một bit nào đó trong hệ thống của chúng ta. Ví dụ, giả sử chúng ta có bit b1.0 bằng 0, như vậy chúng ta có lệnh cbnl b1.0, tức là kết thúc lệnh này, bit B1.0 sẽ có giá trị là 1. Lệnh tiếp theo là lệnh AND của bit CC với một bit nào đó trong hệ thống với cú pháp lệnh AND C bit, tức là AND giá trị của một bit nào đó với giá trị của CC và kết quả cuối cùng lưu trong CC. Giả sử chúng ta có C bằng 0 và bit B1.0 bằng 1 và chúng ta có lệnh AND C B1.0, tức là thực hiện phép toán AND logic giữa hai bit C và B1.0. Kết quả cuối cùng có được sẽ lưu vào giá trị của cờ C. Như vậy chúng ta thấy C đang bằng 0 và bit B1.0 bằng 1. Như vậy phép toán AND logic giữa hai bit, chúng ta nhớ lại trong các trường hợp trước, phép toán AND logic giữa hai bit sẽ bằng 1 khi tất cả đều bằng 1, các trường hợp còn lại đều bằng 0. Do đó trong trường hợp này C bằng 0 và bit B1.0 bằng 1, cho nên phép toán AND logic giữa hai bit này sẽ có kết quả là 0. Do đó cuối cùng C sẽ bằng 0. Lệnh tiếp theo, lệnh AND của một bit C với bù của một bit nào đó cú pháp lệnh NC gạch bit, tức là đảo trạng thái của một bit nào đó rồi thực hiện phép toán AND logic với giá trị của cờ C. Kết quả cuối cùng có được lưu vào trong cờ C. Ví dụ, giả sử chúng ta có C bằng 1 và bit B1.0 bằng 0 và chúng ta có lệnh NC gạch của bit B1.0, tức là chúng ta đảo trạng thái của bit B1.0 trước và sau đó thực hiện phép toán AND logic với giá trị của cờ C. Chúng ta quan sát bit B1.0 đang bằng 0. Do đó khi thực hiện là đảo hay là bù của bit này thì B1.0 sẽ bằng 1 và thực hiện phép toán AND logic với bit C bằng 1, cho nên kết quả cuối cùng chúng ta có được là C bằng 1. Lệnh tiếp theo là lệnh O của bit C với một bit nào đó với cú pháp lệnh ORL C bit, tức là thực hiện phép toán O logic của giá trị một bit nào đó với giá trị của cờ C, và kết quả có được sẽ lưu trong cờ C. Ví dụ, giả sử chúng ta có C bằng 0 và bit B1.0 bằng 1 và chúng ta có lệnh ORL C B1.0, tức là thực hiện phép toán OR logic giữa giá trị của cờ C với giá trị của bit B1.0 và kết quả có được sẽ lưu vào trong cờ C. Chúng ta nhớ lại các cái trường hợp trước, đó là phép toán AND logic giữa hai bit sẽ có giá trị là 0 khi tất cả đều là 0
và các trường hợp còn lại sẽ có giá trị là 1. Như vậy trong trường hợp này giá trị của cờ C cuối cùng sẽ là 1. Lệnh tiếp theo là lệnh O của bit C với bù có một bit nào đó với pháp lệnh ORL C gạch bit, thì tương tự như lệnh N của cờ C với bù một bit nào đó, thì trong trường hợp này chúng ta sẽ lấy đảo trạng thái của một bit nào đó và sau đó thực hiện phép toán O logic với giá trị của cờ C và kết quả cuối cùng có được lưu trong cờ C. Ví dụ giả sử chúng ta có C bằng 0 và bit B1 trong 0 bằng 1 và chúng ta có lệnh ORLC gạch B1 trong 0, tức là chúng ta đảo trạng thái của bit B1 trong 0 và sau đó thực hiện phép toán O với giá trị của cờ C và kết quả cuối cùng có được lưu trong cờ C. Như vậy trong trường hợp này bit B1 trong 0 sau khi đảo trạng thái sẽ có giá trị là 0 và O với bit C đang có giá trị là 0. Như vậy cuối cùng kết quả có được trong C sẽ là 0. Lệnh tiếp theo là lệnh di chuyển giá trị của một bit vào giá trị của cờ C với cú pháp lệnh là có move C bit, tức là chuyển giá trị của một bit nào đó vào giá trị của cờ C. Ví dụ giả sử chúng ta có C bằng 0 và bit B1.0 bằng 1, chúng ta có lệnh move C B1.0, tức là chuyển số 1 của bit B1.0 vào cờ C. Do đó kết quả cuối cùng C sẽ bằng 1. Lệnh tiếp theo là lệnh di chuyển của bit carry vào giá trị của một bit nào đó với cú pháp lệnh move bit C, tức là chuyển giá trị của cờ C vào một bit nào đó trong hệ thống. Ví dụ giả sử chúng ta có C bằng 0 và bit B1.0 bằng 1, lệnh move B1.0 C, tức là chuyển giá trị của cờ C và bit B1.0. Kết thúc lần này chúng ta có bit B1.0 sẽ bằng 0.